Thưa quý vị, trong thời gian qua, việc quản lý vận hành đường cao tốc ở Việt Nam còn nhiều bất cập, nhất là cơ chế chính sách và các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thu hút mạnh nguồn lực đầu tư từ vốn tư nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia tham dự tọa đàm quản lý đường cao tốc theo hình thức hợp đồng kinh doanh quản lý do Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Ủy ban quan hệ đối tác công tư thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội. Theo một số ý kiến tại hội nghị, đến giai đoạn 2030-2035, nước ta có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc với tổng mức đầu tư là gần 40 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hiện nay, công tác quản lý và khai thác đường cao tốc bộc lộ nhiều bất cập, chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên về quản lý, khai thác đường ô tô cao tốc. Chúng ta sẽ phải xây dựng một hành lang pháp lý nó phù hợp với các cái tình hình mới. Chúng ta phải tránh cái tình trạng là chúng ta tuyệt đối hóa các cái hoạt động của các cái cơ quan tham gia quản lý và khai thác đường cao tốc. Theo ý kiến của các chuyên gia, có nhiều hình thức hợp tác công tư để triển khai việc quản lý khai thác bảo trì đường cao tốc. Trong đó có thể áp dụng hình thức hợp đồng O&M, tức là hợp đồng kinh doanh bảo trì. Hình thức này được hiểu là nhà nước làm đường cao tốc, sau đó nhượng quyền vận hành, bao gồm việc thu phí và thực hiện bảo trì cho nhà đầu tư tư nhân. Trong hội thảo lần này cũng đặt ra một cái mô hình quản lý theo cái hình thức OEM của phương thức đối tác công tư. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đặt cái nhiệm vụ đó ra thì sẽ huy động được nguồn lực xã hội. Họ sẽ tập hợp được các chuyên gia giỏi, những cái đội ngũ giỏi và họ có thể tổ chức một cách chặt chẽ và nhanh chóng hơn rất nhiều. Tôi dùng từ này rất nhiều. Các chuyên gia cũng cho rằng cần có khung pháp lý, đặc biệt là các hướng dẫn chi tiết về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng O&M để cả phía nhà nước và nhà đầu tư tư nhân có thể xây dựng và tổ chức vận hành có hiệu quả.